Xin chào cả nhà. Hôm nay thì thị trường nó cũng đã có cái tín hiệu tạo đáy, có cái tín hiệu đỡ cung của đội tạo lập vào, nên là em làm cái video để nói về thị trường một chút, bởi vì thị trường nhịp vừa rồi thì cũng đã có một cái nhịp rơi khá là sâu từ cái đỉnh 1290 về đến đáy 1069. Thì thị trường đã rơi khoảng tầm 17%. Thì trong cái nhịp rơi này thì cũng bản thân em thì cũng mãi tầm 1200 em mới thoát. Và cũng né được cái cú rơi cuối, gọi là cái cú rơi thứ ba này, cú rơi nước rút của thị trường. Thì cái cú rơi này mới là cái cú rơi khốc liệt nhất, bởi vì các cổ phiếu nó sẽ sàn rất là nhiều, sàn liên tục luôn. Và đã có đến 4 phiên thị trường bị phọc sell. Những cái phiên mà những cổ phiếu blue chip hoặc là những cái cổ phiếu ở trên sàn ấy, nó bị sàn về cuối phiên hoặc là buổi trưa, hoặc là sàn về cuối phiên ATC buổi chiều, thì đấy là những cái phiên thị trường bị phọc sell đấy mọi người ạ. Buổi chiều ngày hôm qua thì cũng có cái tín hiệu phọc sell lần cuối rồi, nhưng mà ít lắm, bởi vì bản thân em cũng nhận được cái thông báo từ bên VPS, người ta thông báo cái danh sách cho những tài khoản mà bị phọc sell thì cũng chỉ còn rất ít, một vài cái tài khoản nhỏ của anh chị sử dụng margin, nhưng mà với cái nắp nó cũng không đáng kể, vài chục triệu mà anh chị mua anh chị bỏ đó, mà anh chị kiểu nó rơi quá anh chị không thèm xem nữa, thì hôm qua nó lôi ra nó phọc sell nốt của bên VPS. Đấy là cái công ty em làm thôi, còn những cái công ty khác thì em nghĩ chắc là nó cũng hết rồi. Với cả cái thứ hai nữa, đây mọi người cũng có thể thấy có cái ngày nỗ lực hồi phục vào ngày 30 tháng 9, tưởng là một ngày hồi kỹ thuật, nhưng mà không, thị trường đã không thể nào mà hồi được vào ngày hôm sau vì cái tín hiệu phọc sell lớn, bởi vì cái lượng margin ở trên thị trường nó quá nhiều. Và ngay cái ngày mùng 3 tháng 10 thì thị trường lại tiếp tục lao đầu cắm tiếp phá đáy, và cái ngày 30 tháng 9 thì nó đã bị phá thủng đáy, nên là nó cũng không được tính là một phiên nỗ lực hồi phục, mà nó tính gọi là một phiên bull chart. Có nghĩa là hàng T cộng 3 của những người bắt ở những phiên này thì hôm qua về đa số là cũng cắt lỗ hết rồi. Đấy, hôm qua là ngày T cộng 3 đấy. Chiều hôm qua là ngày T cộng 2,5. Khối ngoại thì vẫn bán khá rát, nhưng mà tự doanh thì người ta quay lại người ta mua dòng rồi nhá mọi người ơi. Tín hiệu thì thị trường thế giới thì hai ngày hôm nay Dow Jones nó cũng tăng khá là ghê. Chỉ số Dow Jones nó đã tăng khoảng tầm 1.300 điểm trong vòng 2 phiên rồi. Nhất là tối hôm qua. Tối hôm qua chỉ số Dow Jones mở gap tăng gần 3%, 825 điểm. Dow Jones, Nasdaq và SP500 thì còn tăng ghê hơn. Nói chung châu Á hôm qua thì cả toàn thị trường châu Á là đều tăng rất là mạnh. Nhất là những cái thị trường lớn như là Hàn Quốc này, rồi thì Ấn Độ này, rồi thì Nhật Bản này, là mấy thị trường lớn đều đã có hai phiên tăng điểm rồi. Chỉ có VN Index mình là đáng lẽ là khả năng là đây là cái cú tát ao cuối cùng của đội tạo lập ấy, bởi vì nó ép cho những nhà đầu tư mà trung bình giá xuống ấy, mà trung bình bằng margin ấy, là nó cũng cho đứt luôn. Cho nên là mọi người hạn chế là trung bình giá xuống nhá. Chỉ có tín hiệu tạo đáy hoặc là có cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành trung bình. Còn không, nó còn đang rơi thì chúng ta không nên trung bình nha. Nhất quyết là không trung bình giá xuống, và chỉ tham gia thị trường với 100% vốn khi mà có cái ngày bùng nổ theo đà, gọi là ngày FTD đấy mọi người. Trên thị trường anh chị em hay gọi là FTD. Đây này, hôm qua thì em xem ở trên chỉ số VN30 này, mọi người nhìn có thể rõ hơn là có nghĩa 3 phiên từ hôm ngày 30 tháng 9 đến ngày mùng 3 tháng 10 và ngày mùng 4 tháng 10 thì đã có một lực cầu khá mạnh của đội tổ chức nó vào, nó bắt đây này, vốn cũng khá lớn này. Có nghĩa là VN30 sẽ là nhóm nảy lên đầu tiên đấy. Cho nên em cũng kỳ vọng là đây này, có nghĩa là cái đoàn tàu này khi mà nó lao từ bên trên này nó lao xuống nhá mọi người. Đó, thì nó sẽ có một cái quá trình này gọi là cái quá trình dừng giảm. Là đây, phiên này là phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên. Đây có thể là đánh số là phiên PS này. Đó, và khả năng đây sẽ là một cái SC. Nó nằm quanh quanh đây rồi đấy mọi người.
bán cao cao trào bán ấy, selling climax ấy. Đây này mọi người có thể nhìn này, đây này nó giống hệt với cả cái vùng tháng 5 này đấy, hai phiên này, phiên này là phiên cao trào bán này, còn phiên này là phiên dừng giảm này, có nghĩa là cái đội tạo lập người ta đỡ cung rồi, và sau đó có một cái phiên họ bull lên nhưng mà sau đó lại bị đạp xuống, đạp xuống là cái lượng phọc sell margin buổi chiều đấy, họ cố tình họ dập xuống để họ vét nốt á, và sau đó thì nó sẽ có một cái phiên tăng mạnh ngay, thì cái đoạn này thị trường nó cũng đang gần giống như vậy đấy mọi người ạ. Nên là hôm nay em làm cái clip gọi là tiêu đề là thumbnail là ra khơi, nên là anh chị em nào mà đã thoát ra được khỏi cái đợt vừa rồi ấy, mình cầm tiền thì đợt này mình sẽ giải ngân vốn vào khoảng tầm 25 đến 30% vào phiên hôm nay nhá. Bởi vì cái thị trường nó về cái vùng giá này là nó đã chiết khấu quá là thấp rồi. Bởi vì theo cái PE thị trường, nếu mà em tính cả cái quý 3 này vào nữa thì thị trường bây giờ đang ở PE khoảng tầm 10.5 đến 11. Mà cái đáy suy thoái thấp nhất năm 2008 đấy, rồi hồi đấy không phải là nguyên suy thoái nha, mà là Lehman Brothers nó phá sản, thì là suy thoái kép dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn thế giới. Và các ngân hàng, và cái ngân hàng Lehman Brothers đợt đấy là nó bị phá sản, làm kéo theo suy thoái kinh tế Mỹ. Mà đợt đó nó cũng chỉ có cái về cái đáy. Đây này, em sẽ lấy cho mọi người xem này. Đây này, 2008 này. Đó, mà đợt đó đây này, 2008. Đây, có nghĩa là cái vùng này là PE cả khủng hoảng lẫn suy thoái kinh tế kép luôn đấy, toàn thế giới, thì PE vùng này nó cũng chỉ là 9 thôi. Thì đến bây giờ so với cái thời kỳ P trên E thị trường lúc đấy bằng 9. Đó. Ở trên này thì em nhớ không rõ, hình như nó là 45 thì phải này. P trên E thị trường lúc tạo đỉnh 1200 hồi đó nó là 45 ấy. Bằng 45. Đấy, thì mọi người có thể hình dung ra được, có nghĩa là thị trường hiện tại bây giờ là chiết khấu rất là thấp rồi. Đây, trên cái chạc này là chạc tháng nha. Thì P/E thị trường đã bằng 10.5 rồi. Đấy là em ước tính luôn cả cái lợi nhuận sau thuế quý 3 này rồi nha. Còn nếu mà chưa có cái lợi nhuận sau thuế quý 3 này thì P/E thị trường bây giờ khoảng bằng hơn 11 một chút. Nhưng mà báo cáo tài chính quý 3 là sắp ra hết trong cái tháng này rồi. Nên là em tính luôn cả cái P/E gọi là chiết khấu đợt này, gọi là EPS của thị trường khoảng tầm 95. 95 đấy. Bây giờ đang là 90 thì em tính luôn cái quý 3 thêm 5 nữa là 95. 5% đấy. Thì là PE thị trường bây giờ đang ở khoảng tầm 10.5, nghĩa vùng giá này là cái vùng khá hấp dẫn rồi đấy. Vùng gần bằng với cả cái đáy suy thoái khủng hoảng năm 2008 rồi. Chiết khấu là như vậy, còn về cổ phiếu thì vẫn phải quan tâm những cái cổ phiếu nào có cái sức mạnh hơn so với thị trường thì mình quan sát rồi mình tham gia. Đấy, VN30 thì như em đã nói rồi đấy, ba cái cây VN Index này thì như em đã nói ở bên VN30 thì nó cũng tương tự, nó cũng có ba cây của đội tổ chức người ta vào, người ta cover hàng rồi. Có nghĩa cái đội này ấy, cái thứ nhất là nó vừa sọt phái sinh, cái thứ hai nó vừa mượn hàng ở bên trên khu vực này đấy, nó bán xuống thì đến khi mà dưới này bắt đầu nó phải cover, nó trả lại hàng cho kho rồi nè. Đó, mà khi nó cover, nó trả lại hàng cho kho thì thị trường lực bán không còn nữa thì buộc phải tăng mạnh lên thôi. Thế mọi người hiểu ý em nói không? Với cả cái đội phái sinh thì nói thẳng ra nó sọt, nó ăn đẫm cái vụ này rồi thì bây giờ nó cũng phải đóng hợp đồng thôi. Nên là mọi người chú ý nhé, hôm nay mình có thể ra khơi với 25-30% vốn bằng tiền mặt. Còn các cổ phiếu thì em cũng ghi rất rõ ở trên thumbnail ấy, mọi người xem video thì kiểm tra cái trên thumbnail của em nhé. Thì đầu tiên là cái cổ phiếu PVD này. Đấy, cổ phiếu này là có xu hướng là tạo đáy trước thị trường nha mọi người. Đây này, thị trường rơi rất là nhiều này, thị trường rơi ở đây là khu vực này là rơi khoảng 17% này. Trừ 17%. Nhưng mà cổ phiếu PVD này nó rơi 21%, có nghĩa là nó rơi gần ngang với thị trường, cho nên cổ phiếu này được đưa vào cái loại là mạnh hơn thị trường chung. Bởi vì cổ phiếu mà rơi
bằng hoặc ít hơn 10% so với thị trường ấy, thì được liệt vào loại lại danh sách cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Còn cổ phiếu mà rơi bằng 2 đến 2,5 lần so với thị trường ấy, ví dụ thị trường nó rơi 17% mà nó rơi 30 đến 35% ấy, thì nó là cổ phiếu bình thường. Còn cổ phiếu mà thị trường rơi khoảng tầm trên 2, à thị trường rơi rơi 10% mà nó rơi khoảng trên 2,5 lần của cái 10% ấy. Ví dụ như thị trường đang rơi 17% là mà cổ phiếu nào nó rơi khoảng tầm 40 đến 50% thì là cổ phiếu đấy là nó có cái sức mạnh yếu hơn so với thị trường. Nên là mọi người quan tâm đến cổ phiếu PVD nhá. Cái cổ phiếu PVD này thì khối ngoại người ta mua rất mạnh. Và nó cũng có cái tín hiệu phân kỳ RSI này, này mọi người. Đây. Đây là tín hiệu phân kỳ RSI. Đó, tạo đáy ngóc lên rồi. Còn ông đáy này thì cắm xuống. Đó, đây là mấy hôm là thị trường chung xấu nên là nó mới cắm xuống thôi. Mà chứ còn nó cũng lình xình quanh cái khu vực đáy này rồi. MACD thì cũng vẫn chưa có tín hiệu ngóc lên, nhưng mà cái mức độ bán này, cái cường độ bán mọi người thấy này, cái đường cường độ bán thì nó đã có cái xu hướng giảm dần rồi. Nói chung là mọi người có thể thăm dò được với cả cái cổ phiếu này, PVD này nhé mọi người. Cái vùng giá thăm dò là mọi người cứ mạnh dạn mua từ dưới 19 nha. Bởi vì bây giờ mình là người cầm tiền, mình là người có quyền nên là mình không cần phải mua đuổi làm gì cả. Bởi vì vùng này là vùng đáy của thị trường rồi. Cổ phiếu thì đa phần cũng tạo đáy phân kỳ đi lên hết rồi. Nên là chúng ta sẽ ưu tiên những cái cổ mạnh hơn so với thị trường nha mọi người nha. Trước mắt sẽ là PVD, sau đó là đến PVS. Đó, cô PVS này cũng tương tự PVD nhưng PVS này thì chưa phân kỳ rõ hơn. Nên là mình sẽ bắt PVD trước. Sau tiếp đến là KBC. Đó, KBC thì phân kỳ rõ rồi đây mọi người nhỉ. Nha mọi người nha, để ý KBC nha. KBC mọi người đưa vào watchlist nha, và cũng có thể là mở mua. Nói chung là đây là mình đang đi dò đáy chứ thị trường là chưa có đáy. Có thể đáy nó sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng mà chúng ta đi dò đáy trước thì chúng ta chỉ mua với tỷ trọng nhỏ thôi. Và khi mà chúng ta mua dò đáy là chúng ta tìm những cái doanh nghiệp mà nó có cái cơ bản cực là tốt, quỹ đất nhiều, hoặc là những doanh nghiệp sản xuất có khả năng là có đột biến lợi nhuận về quý 3. Như PVD là các giàn khoan của nó bây giờ đã cho thuê full hết rồi, và ký giá khoan dầu bây giờ cũng đang là tăng rất là nhiều so với đầu năm, cho nên là lợi nhuận quý 3 của PVD này được dự báo là sẽ là rất là tốt. Và KBC này cũng thì cũng chưa biết, nhưng mà trên tín hiệu phân kỳ và quỹ đất của KBC này có một cái thông tin là Apple nó sẽ mở một cái nhà máy sản xuất chip ở khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng hoặc là Thái Nguyên. Nhưng mà em chưa biết là nó chắc chắn ở đâu. Nhưng mà nếu mà nằm trong khu đất của KBC này thì mọi người sẽ có thể tưởng tượng ra là nó như đúng như kiểu là thằng Lego nó mở, à nó đầu tư một 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 tỷ đô, tức là 23.500 tỷ vào V-Ship 3 đấy. Thì mọi người hiểu nó là cái cú hích cho thằng BKMX. Thằng BKMX đợt vừa rồi nó tăng là nhờ cái cú hích đó đó mọi người, đây này. Đó, nó rũ một cái từ vùng 86, nó rũ một cái về vùng 60, sau đó nó có một cú tăng gần gấp đôi nha mọi người. Đấy là cái động lực đến từ cái con Lego nó đầu tư vào V-Ship 3 đấy nha mọi người. Bởi vì tất cả những cái công ty khu công nghiệp ở Bình Dương này đều là công ty con của KBC hết, hoặc là công ty liên kết. Nên mọi người hiểu hiểu ý em nói không? Có nghĩa là ông KBC này cũng thế, ông ấy cũng đang có cái câu chuyện là một ông tay to nhất của Mỹ, không biết là Apple hay là Boeing gì đấy, mà mở nhà máy tại khu vực miền Bắc mình. Nói chung là miền Bắc mình đó, nhưng em không rõ là khu vực Thái Nguyên hay là Hải Phòng hay là Bắc Ninh hay là Bắc Giang gì đấy, nhưng mà khu ngoài đấy thì chỉ có VGC và KBC thôi. Và VGC thì bản chất là nó cũng đã có một cái sóng tăng rồi. Sóng tăng của VGC là nó sóng tăng kết hợp mà giữa khu công nghiệp và cái sản xuất kính. Đợt vừa rồi nó sản xuất kính nó xuất sang bên Mỹ nhiều nha mọi người nhá. Nên là mọi người cũng phải chú ý cả KBC nha mọi người. À, KBC là tín hiệu là cũng 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 là đây là phiên này là cái phiên nỗ lực hồi phục này. Hai phiên này là hai cái phiên test lại của nó này.
Đấy, cho nên là nó phân kỳ rất rõ ràng ở trên MACD, nó cũng có cái tín hiệu ngóc lên rồi đây này mọi người này. Đó, cái đường tín hiệu nó đã cắt lên cái đường histogram rồi. Còn đây là RSI này, đấy nó phân kỳ phi thẳng cắm lên trên rồi, nên mọi người chú ý cho em là ông PVD này, ông KBC này, ông PVS thì cũng có thể là được. Ngoài ra thì còn có ông HDC nha mọi người. Đây, ông HDC này thì có tín hiệu tạo đáy cũng rất rõ ràng này, một này. Đây em đưa tăng cao thì cho mọi người một này, đó, một phiên dòng tiền vào này. Hai phiên dòng tiền vào này. Đó, ba phiên dòng tiền vào hôm qua này, thị trường xấu nhưng mà vẫn có cái lực cover hàng của đội tạo lập này. Cho nên là HDC là cũng khá là ok nha mọi người nha. Đấy. MACD thì cũng ngóc lên rồi, RSI thì phân kỳ nha mọi người. Rất rõ nha, HDC nha. Rồi, HDC mình cũng có thể mở mua thăm dò được vùng dưới 40 nha mọi người. Không cần phải mua đuổi nha, cứ rẻ là múc 20 25% thôi. Rồi, HDC này. Sau đó đến VIB và ABB nha mọi người. Đấy, VIB này. VIB. VIB thì cũng tương tự cổ phiếu này, về cơ bản thì rất là tốt rồi. Bởi vì cổ phiếu này nó có cái lợi thế cạnh tranh là nó đang có cái những cái chương trình marketing của nó rất là lớn đấy, nó có tài trợ cho chương trình The Mask Singer đấy, ca sĩ mặt nạ ấy. Cho nên cổ phiếu này rất là tiềm năng, là cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là nó là nhóm banh. Banh cái chỉ số P trên B của nó cũng đã về tầm gần 1 rồi, có nghĩa là trong quá khứ cổ phiếu VIB này chưa bao giờ P trên B về thấp hơn 1. Có nghĩa hiện tại vùng này có thể coi là cái vùng đáy ngắn hạn của VIB. Đấy, mọi người hiểu như vậy nhá. Còn trên tín hiệu đồ thị thì RSI cũng đã phân kỳ. MACD cũng đang ngóc lên. Nha mọi người. Nên là VIB này là chúng ta cũng có thể tham gia được này. Đấy, VIB này cũng có cái sức mạnh gọi là mạnh hơn so với thị trường chung này. Thị trường chung điều chỉnh này, nhưng cổ phiếu VIB này đã rơi nảy và rơi, có nghĩa là mọi người cứ hình dung là khi cái con tàu mà nó ở trên nó lao xuống thì nó sẽ có một dịp dừng giảm, sau đó nó có nhịp hồi phục và một nhịp test lại đáy. Thì VIB này đã có đủ cái yếu tố của nó là một đáy, và đây có thể sẽ là đáy thứ hai của nó luôn. Một hai là hai đáy so với thị trường, có nghĩa là nó đã test đáy, thị trường chưa có đáy nhưng VIB đã tạo đáy 1 và đáy 2. Khả năng đây sẽ là cái đáy 2 nha mọi người, nên là chúng ta cũng có thể chú ý đến cái cổ phiếu VIB này. Quan sát nha mọi người. Hoặc có thể là giải ngân nhỏ tỷ trọng 10 đến 20%. Ví dụ tài khoản của anh chị là 1 tỷ, anh chị sẽ dành khoảng tầm 200 triệu cho cổ phiếu VIB này, thì anh chị sẽ mua trước khoảng tầm 50%, có nghĩa là 100 triệu. Khi cái điểm mua đầu tiên của anh chị ổn và có lãi thì chúng ta sẽ tiếp tục mua thêm 100 triệu nữa. Khi mà thị trường ổn định và cổ phiếu VIP này đã tạo đáy thứ hai xong nha mọi người. Đấy, đầu tiên thăm dò thì ví dụ như 1 tỷ mình dành 20% để mình mua VIP, thì là tức là tỷ trọng 100% VIP chỉ là 200 triệu thôi, thì mình sẽ tham gia 50% trước, tức là 100 triệu VIP. Trong trường hợp tất cả mọi trường hợp nếu cổ phiếu tiếp tục lao dốc 8% thì mình buộc phải cắt lỗ ra tiếp nha mọi người. Cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu ABB. Đây, cổ phiếu ABB này thì mọi người cũng đã thấy rõ, có nghĩa là cổ phiếu này cũng đã là dừng giảm rồi, cũng không khác gì là cổ phiếu VIB cả. Mà cổ phiếu này đặc biệt là em theo dõi rất kỹ, cổ phiếu này là cổ phiếu có cái yếu tố cơ bản rất là tốt, An Bình Bank này. Cổ phiếu này trong cái cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của nó thì cái khoản mục, cái khoản mục gọi là khoản mục ngoại hối của cổ phiếu này này, kinh doanh ngoại hối của cổ phiếu này rất là tốt này.
mà cái chu kỳ tháng 3 tháng vừa rồi quý 3 thì là cái đồng USD nó tăng rất là mạnh, cho nên là em cũng kỳ vọng vào cái quý 3 này cổ phiếu VIB này nó sẽ có cái lợi nhuận rất cao đến từ cái hoạt động kinh doanh ngoại hối nhá mọi người nhá. Trong quý 2 báo cáo tài chính bán niên thì cổ phiếu ABB này, em nhầm với ABB nhé mọi người nhá, để em tìm dữ liệu trên WeChat nha. Trong cái quý 2 ấy, thì cổ phiếu ABB này đã có một cái khoản thu nhập rất là lớn đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Và thời điểm đó đồng đô la index cũng mới chỉ bắt đầu tăng nhẹ thôi, nhưng trong 3 tháng gần đây của quý 3 thì đồng đô la index đã tăng rất là mạnh. Nên là chúng ta có thể kỳ vọng vào cái hoạt động kinh doanh ngoại hối của cổ phiếu ABB này nó sẽ có cái bước đột phá trong cái báo cáo tài chính quý 3 này nha mọi người. Nhưng mà cũng không nằm ngoài trường hợp quý 3 này là cái báo cáo tài chính không được kiểm toán, nên tất cả các doanh nghiệp hoàn toàn có thể giấu bớt lãi của mình đi để búp sang quý 4 nha mọi người. Cho nên là mình cũng phải hoàn toàn chủ động nha mọi người. Đây báo cáo tài chính. Đây này mọi người này. Khoản thu nhập quý 2 năm 2022 của ABB này. Thu nhập lãi thuần của nó là 977 tỷ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ là 188 tỷ. Lãi lỗ thuần từ hoạt động ngoại hối và vàng đây này mọi người thấy không? Đấy có nghĩa là ABB có một khoản lãi rất là lớn đến từ thu nhập ngoại hối và vàng 787 tỷ. Mà trong cả quý đó lợi nhuận sau thuế của ABB chỉ có 867 tỷ thôi, nhưng 787 tỷ đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng. Nên mọi người phải hiểu là cái cổ phiếu này rất mạnh về mảng kinh doanh ngoại hối nha mọi người nha. Đó, cho nên với đồ thị đô la index, đây là đồng đồ thị của đồng đô la index. Đó, trong 3 tháng vừa rồi đồng đô la index em tính từ tháng 6 này đấy đến tháng 9 vừa rồi thì đồng đô la index đã tăng 11%. Thì mọi người có thể hiểu là đồng đô la đã tăng hơn 10% trong quý 3 vừa rồi, nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái hoạt động kinh doanh ngoại hối của cổ phiếu ABB này sẽ tiếp tục khởi sắc trong cái quý 3 này nếu ngân hàng đó hạch toán lợi nhuận toàn bộ đủ đẹp, chơi đẹp với cổ đông vào quý 3. Còn cũng không loại trừ trường hợp là họ sẽ cất giấu bớt đi, họ hạch toán vào những cái khoản khác, ví dụ như dự phòng rủi ro được các kiểu, rồi bắt đầu đến quý 4 họ mới lôi ra nha mọi người nha. Nhưng mà về cái vùng giá này á, vùng giá này là PB, P trên B của cổ phiếu ABB này chỉ còn 0.8 thôi, cho nên là nó đã dưới giá trị của nó rồi. Cho nên là chúng ta không có cái gì phải ngán cái cổ phiếu ABB này cả. Với PE 4,7 lần có nghĩa là bây giờ chúng ta bỏ 1 tỷ ra là 4 5 7 tháng nữa là chúng ta sẽ được hoàn vốn 1 tỷ đó. Và P trên B 0.8 thì chúng ta chẳng có việc gì phải sợ cả, đến book value per share của nó 12.468 đồng. Mà bây giờ giá cổ phiếu chỉ có 9 ngàn mấy. Cái này không múc thì múc cái gì? Đấy, cơ hội làm giàu là đây đấy. Cứ mua ôm 1 năm đến 2 năm, nhiều khi chỉ 3 tháng đến 6 tháng thôi chúng ta đã làm vài chục phần trăm rồi nha mọi người nha. Đó, đấy là cái cổ phiếu ABB, cổ phiếu cuối cùng em muốn nói. Còn thị trường thì cũng không có gì mới mẻ cả. Nói chung dự đoán đấy thì nó rất là khó, nhưng mà phiên hôm nay thì có thể là đáy quanh đây rồi. Bởi vì là đoàn tàu bây giờ là đi trước khi dừng giảm, à trước khi giảm và bật tăng lên thì nó phải có quá trình một nỗ lực giảm nhưng không thành công. Sau đó là những phiên giảm hoặc dừng giảm với khối lượng lớn, có nghĩa là cho ta thấy cái tín hiệu của tổ chức người ta vào hàng rồi, người ta đang cover lại hàng rồi, người ta đang đỡ thị trường rồi, nhưng người ta vẫn ép for sale những cái người trung bình giá xuống từ trên này. Mọi người hiểu ý em nói không? Cho nên là bây giờ là cái cơ hội của mình rồi, mình vào hàng 25 30% là hợp lý rồi. Khi nào thị trường test đáy thứ hai thì bắt đầu là mình sẽ vào thêm 20 hoặc 25% nữa. Cuối cùng là khi thị trường xảy ra cái ngày STD ấy, tức là ngày bùng nổ theo đà toàn thị trường, có nghĩa là các tay to người ta đã xác nhận, người ta đã gom đủ hàng rồi,
người ta đánh lên thì chúng ta sẽ vào nốt full vốn, hoặc là có thể đẩy một chút margin cũng được nha mọi người nhá. Kết thúc livestream ở đây, em cảm ơn mọi người đã xem livestream của em và hy vọng mọi người sẽ cho em một like, một share, một follow, và nếu cần tư vấn đầu tư hoặc là mở tài khoản ở VPS hoặc VPBS thì mọi người có thể liên hệ với số Zalo bên dưới của em nha mọi người. Em để ở bên dưới phần mô tả cho mọi người, hoặc là đây này, số Zalo của em để luôn ở trên cái form Ami Broker này, 0936812449, em Mạnh Cường nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công. Tuần mới nói chung là em nghĩ là tháng 10 là cái tháng đen tối nhất, nhưng mà khả năng là cũng đi qua rồi. Bây giờ là đến cái nhịp hồi là để anh em ta gỡ lại, hoặc là xử lý những cái tài khoản bị lỗ nặng, hoặc là những anh em nào cầm tiền thoát ra sớm thì đây là cái cơ hội của mọi người kiếm 10, 15, 20% để trước khi nghỉ Tết chúng ta có một cái khoản gọi là bánh chưng nhân thịt nha mọi người. Vâng, em cảm ơn mọi người.